Lô, xin chào quý anh chị và các bạn nha. Hôm nay ngày đẹp trời, sáng thì Phú có đi dẫn khách đi xem một số đất nền tại khu vực Long Phước, quận 9, thành phố Hồ Chí Minh, quận 9 cũ, giờ là thành phố Thủ Đức rồi. Thì đây là những lô đất nền đây, hai bên khu dân cư hiện hữu, nhà xây một trệt hai lầu ha. Diện tích ở đây thì dao động từ 51 m². Hiện giờ có một số lô chủ đang cần gửi bán và 51 m² ha, 51 đến 52 m². Giá hợp lý, mình không có nói rẻ được, tại vì giá là giá thị trường, thì có thương lượng với gặp chính chủ thương lượng thôi nhé. Đường hiện hữu 8 m, lề 1 m ha, có phân lô cắm cọc hết rõ ràng rồi, về pháp lý thì ok. Thì bây giờ những khu dân cư này là một sạc ha, một sạc đường Long Phước ha, đường chính Long Phước một sạc. Đấy, để anh chị xem thì đây những khu dân cư hiện hữu hết rồi. Đây, ở ngoài kia là đường đi vô, có đèn rồi nè, cống làm hết rồi. Đây có nhà, những cái ngôi nhà dài người ta trước đó người ta xây để ở rồi. Đấy, khu vực xung quanh đây mát mẻ ha. Bên kia là đường Long Phước đúng không anh chị? Đó, đó đường Long Phước đường chính đó. Đây, mình đi vòng luôn cho quý anh chị xem. Đây, dẫn khách đi. Ở đây còn có một số nè, bên đây thì đông xây nhiều hơn nè. Đấy. Rồi, nếu quý anh chị nào đầu tư khu vực Long Phước quận 9 ha, giá rất là hợp lý ha, thì liên hệ với số điện thoại cho mình nha. Mình Phú, số điện thoại của mình là 0905 636 448. Ở đây pháp lý rõ ràng rồi ha, rất yên tâm. Bây giờ Long Phước, giá Long Phước hiện giờ là hợp lý nhất ở quận 9 rồi, thành phố Thủ Đức luôn. Sau này quy hoạch phía bên kia là Đại học Luật đã xây xong hai tòa nhà rồi nha.